anh em đã tới cầu Bóng Xếp, dự án xây dựng đường nối dài cao tốc Nội Bài Lào Cai đến Sapa. Wow, đang làm tuyến cao tốc Lào Cai Sapa nhanh không? Cầu cảng có trụ cao nhất Việt Nam tính đến thời điểm hoàn thành. Wow, 7,16 mét, dài là 612, rộng 14, trụ cao nhất là 77,16 mét nha bà con. Đây, tiến vào Lào Cai, tiến vào thành phố Lào Cai. Oh, cầu đẹp chưa? Cầu không có dốc cao, dốc bằng nha. Đấy, đã bắt đầu chuẩn bị qua địa phận Lào Cai, còn 23 km nữa ta sẽ vào trung tâm thành phố Lào Cai. Đấy, cung đường cũng rất là tuyệt vời nha, với xung quanh là những cái nấm trà, những cái đồi trà này. Đây, xin mời các bạn cùng theo mình tiến về Lào Cai. Ở bên đường có một con thác khá là đẹp luôn bà con ơi, trước trạm thu phí. Và cung đường này là mới làm luôn, mới toan luôn. Đó, mới toan, trạm thu phí mới toan luôn. Lan can, lan can là mới toát luôn, chưa có sử dụng luôn. Cái cầu mới làm luôn nha bà con. Cái dốc từ ở bên Sapa qua Lào Cai thì hiện tại tới cái mũi tàu này sẽ còn 13 km nữa chúng ta vào tới trung tâm. Chúng ta đi thẳng thì đi về Sapa lại nha bà con. Chúng ta quẹo phải đi Lào Cai. Thì sắp vào bên trong còn 8 km nữa thôi thì chúng ta đi ngang một cái đường cao tốc Lào Cai Hà Nội. Đây, còn đây là cái đường mới và đường cũ nha bà con. Đó, cái đường có kẻ vàng đó là đường mới làm, chưa xong nhưng mà rất là đẹp rồi, đã cho hoạt động rồi. Còn cái đường đây là đường cũ Lào Cai từ nào giờ đó, đường cũ bây giờ sẽ cho chạy hai chiều, một bên là đường cũ là một chiều, một bên đường mới một chiều. Đấy, đường mới là đường lên, là đường lên đi về Sapa. Vào trung tâm còn 3 km nữa thôi, chợ Cốc Liếu, cửa khẩu Đền Thượng. Đây, chợ Cốc Liếu chúng ta về bên trái. Ở đây là nguyên cái bước vào bên trong là có nguyên một cái giống như Vincom nha bà con, đầu tư phía trước đấy. Chúng ta đi vào bên trong Sam, lọt vào trung tâm chính của thành phố Lào Cai. Đây là phố Hàm Nghi và đại lộ Trần Hưng Đạo nha. Đại lộ Trần Hưng Đạo khá là to luôn. Wow, bên kia có một cái ngôi lâu đài bỏ quên. Đại lộ Trần Hưng Đạo đây. Ở đây qua thành phố Lào Cai rồi, nhà cửa hạ tầng quá tốt, quá ok. Đây một ngôi lâu đài đã bỏ lâu, bỏ lâu không hết trùng tu nè. Lâu đài. Rồi, view một vòng cho bà con xem, đây là trung tâm, trung tâm lớn. Quá trời, thế giới di động đồ, siêu thị Vietcombank, MB. Và tất cả những anh lớn đang nằm ở trung tâm này hết nha bà con. Wow, quá đẹp luôn. Ở bên đây cơ sở hạ tầng rất là ok. Wow, rất là tuyệt vời luôn. Cơm gà Hoàng Anh. Chắc cái khu này chắc của Hoàng Anh tòa đầu tư hay gì đây không biết. Cơ sở hạ tầng bên đây rất là ok luôn. Wow, cái là Phật lên liền. Bên đây trong thành phố quá tuyệt, đường xá rộng mênh mông thênh thang luôn, bao la luôn. Ơi, chào cô chú anh chị em và các bạn, mình bắt đầu để sáng mai mình xem coi có những cảnh đẹp nào ở Lào Cai mình đi quay lại nha. Bây giờ hai anh em đi kiếm chỗ ở đây để kết thúc clip nào. Sapa về Lào Cai. Bên đây xe điện ít nha bà con, xe máy nhiều. Bên Lào Cai xe điện nhiều, Tuyên Quang xe điện nhiều. Chào cô chú anh chị em và các bạn, mình đang ở chợ Cốc Liếu, một cái chợ cũng khá lớn nhất của thành phố Lào Cai nha. Là công ty xổ số của kiến thiết Lào Cai. Wow, dữ chưa. Đó, nguyên cái bảng xổ số phía trước luôn. Và đây là con đường Cốc Liếu, một con đường cũng khá là sầm uất nha, nói về mua bán ăn uống. Lào Cai này thật là một cái thành phố cơ sở hạ tầng rất là mạnh, rất là ok.
vì nó là gấp danh biên giới. Bây giờ mình đang tiến về chỗ cửa khẩu xem trong bên trong cửa khẩu như thế nào nhé. Còn có Mường Thanh, Lào Cai và đây là một cái vòng xây vào trung tâm. Ở đây mấy chúng ta bắt đầu mới bước qua đây. Cái dốc này là đi qua cửa khẩu nha bà con, cửa khẩu với Trung Quốc. Đây là lối đi lên cửa khẩu Kim Thành nha bà con, còn cửa khẩu Lào Cai nó nằm sát bên đây thôi. Đó, nó nằm cái mô trắng này đây, thì mình sẽ chạy qua tới bên đó. Ở đây là một cái cầu Lào Cai, cái cầu rất là lớn luôn. Cái sông mình Việt Nam cách nhau, cái cửa khẩu cách nhau có con sông thôi bà con ơi, kế bên rồi. Đi qua bên kia là Trung Quốc, bên đây là Việt Nam. Wow, Lào Cai này cái cửa khẩu ra khá là đẹp luôn. Đây là xung quanh của bên còn Việt Nam mình đây. Mình đi qua cây cầu. Đấy, mình đi qua cây cầu xong rồi mình sẽ quẹo phía bên tay trái. Đó là đi qua Trung Quốc. Đây, Việt Nam và ranh giới của Trung Quốc cách nhau ở chỗ cái màu trắng đó, phía bên cái nhà cao tầng phía sau đó là cửa khẩu. Đó, cửa khẩu Lào Cai với Việt Nam và Trung Quốc. Một cái cửa khẩu ở đây khá là gần nha, chỉ cần loại xong thôi là qua Việt Nam và loại về là qua Trung Quốc nha bà con. Ở bên đây là Lào Cai của chúng ta đó, cái chợ Lào Cai. Loại xong qua thôi là tới Trung Quốc. Đấy, còn bên đây vẫn còn ranh giới của Việt Nam nha bà con. Đó, cái chỗ cái cổng này, cái cổng mà mua cái mô màu trắng này đó, bước qua là bên kia mới là Trung Quốc. Wow, hấp dẫn chưa. Rồi mình đi lại cái đó gần nữa cái xem sao nhé. Còn 1 km nữa chúng ta sẽ tới cửa khẩu ở Lào Cai, đó là cửa khẩu Đền Thượng nha bà con. Còn cửa khẩu Tân Thanh thì đi lên tí xíu nữa, thì tí sáng ngày mai mình đã đi lên Tân Thanh, bây giờ buổi tối chiều thì mình sẽ đi cửa khẩu Đền Thượng. Thì lọt vào khu vực này là bắt đầu vào trung tâm cửa khẩu rồi đó nha bà con. Đó, kế em bên luôn. Còn cạnh trước cửa khẩu Lào Cai, đây là chỗ mình hành xuất giấy tờ để đi qua khỏi bên đây, mới đi qua về hết cổng của Trung Quốc. Mà bên đây vẫn là còn ranh giới của Việt Nam mình nha. Đây, cửa khẩu của Lào Cai mình. Đấy, mình xuất giấy tờ xong đi qua đây, đó nó mới đi qua cái cổng này. Qua cái cổng lớn này mới đi qua bên cửa khẩu bên Trung Quốc, xuất giấy tờ bên bờ bên kia. Còn cảnh quan bên trước đây. Wow. Xe điện. Wow. Đây, xe ôm đón chờ khách bên Trung Quốc về, bên Việt Nam sang Trung Quốc về đó, khi mình ra lối bên đó. Wow, quá sầm uất luôn bà con ơi. Mình đi lối này là sát cái cửa khẩu nha bà con. Đang đi ra đây mình review cái cầu đó, một cái con sông nhỏ như thế này thôi. Đây, bên kia là cửa khẩu của Trung Quốc. Thì chúng ta xét giấy tờ xong thì đi bộ qua cái cầu này, đi vào bên kia để làm giấy thông hành đi qua bên Trung Quốc. Cột mốc Việt Nam 102. Đấy, cột mốc ranh giới của Việt Nam với Trung Quốc là số 102. Đây, cửa khẩu Việt Nam ở bên đây của chúng ta. Bên kia cũng đi bộ qua và bên đây cũng đi bộ về. Đấy, chỉ cách nhau con sông như thế này thôi nha bà con. Hai bên, hai cửa khẩu rất là hoành tráng, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, muốn thích thì loại sông mà qua Trung Quốc, mà Trung Quốc thích loại sông về Việt Nam. Đấy, bên kia cũng nhà cửa hạ tầng cũng như Việt Nam mình thôi. Thì bên bờ bên kia đấy bà con, qua sông thôi. Wow. Đây họ làm giấy tờ xong họ sẽ đi về hướng Trung Quốc, đi về bên kia để làm giấy tờ tiếp tục. Cách nhau con sông đơn giản nhỏ xíu thế này thôi, hai bên cũng rất là hoành tráng.
Đây là bên Việt Nam mình, cổng chào bên Việt Nam. Mấy mọi người buổi sáng buổi chiều, nói chung là giấy thông hành thì cứ đi qua lại giống như là đi chợ thôi, bình thường không gì hết. Cái cửa khẩu cũ bên đó, nhưng mà bây giờ làm lại cửa khẩu mới rồi, cái đó không còn xài nữa. Nước chảy rất là mạnh nè bà con, có cái cầu cũ đó đi qua đấy. Bên đấy là Việt Nam, đất của Việt Nam, Trung Quốc thì dãy này thôi. Đó, cách nhau con sông bên đó là Việt Nam mình. Đẹp chưa? Cửa khẩu Đền Thượng. Đấy, cách nhau nhiều đó thôi. Và đây cột mốc chúng ta bờ bên này. Chiều tham quan cửa khẩu Đền Thượng, một cửa khẩu chính ở trung tâm thành phố Lào Cai. Đấy, rất là gần. Chúng ta chỉ đi qua một con sông thôi. Đây, và trung tâm quản lý cửa khẩu quốc tế của chúng ta. Ở vào chúng đó, chúng ta trình giấy tờ và làm giấy thông hành sẽ đi qua Trung Quốc chơi thôi. Rồi, xin chào, xin chào. Đấy.